Xin chào cả nhà đã quay lại với kênh YouTube Chị Ba Cuộc Sống Bỉ. Chiều ngày hôm nay chúng ta cùng nhau vào bếp nấu món lườn gà sốt phô mai cay nha mọi người nha. Bốn miếng lườn gà em đã sắc nhỏ ra và rửa sạch sẽ. Bên đây thì có hành xanh, hành tây, tỏi và gừng. Hành thì mình đừng có sắc nhỏ nha mọi người, sắc to to vậy nè. Gừng thì ai thích ăn thì bỏ vô, ai không thích thì đừng ăn. Phô mai nè cả nhà, phô mai thì em đã mua cái loại phô mai mà người ta bào sẵn rồi, hoặc là mình có thể mua loại cái phô mai cục rồi về mình bào ra nha. Còn đây là em đang làm nước sốt để mà ướp gà. Ở đây là em có chuẩn bị là một muỗng ăn cơm ớt Hàn Quốc gochujang, một muỗng dầu mè, một muỗng hạt mè, hai muỗng nước tương, nửa muỗng cà phê đường thôi nha cả nhà. Và em đặc biệt là em không có nêm muối thêm vô đây, tại vì trong cái ớt Hàn Quốc này với nước tương nó cũng mặn á đó, cho nên là không nên cho muối thêm. Với lại lúc mà mình ăn cái phô mai á, nó cũng mặn, cho nên là nêm nếm như vậy thì mình có thể thử qua, nếu mà thấy vừa ăn rồi thì mình không nêm lại, còn thấy mặn quá thì mình có thể pha chút xíu nước cho nó loãng ra nha cả nhà. Bây giờ thì mình cùng nhau đi ướp gà, ướp lườn gà nha cả nhà. Coi như bây giờ là em cho hết tỏi vô đây với gừng lúc nãy mà em có sắc nhỏ ra đó, rồi đổ hết tất cả các gia vị vô đây, rồi mình trộn đều lên, sau đó mình để khoảng tầm nửa tiếng rồi mình mang đi xào nha mọi người nha. Sau khi trộn đều tất cả các gia vị vô trong lườn gà thì mình sẽ để đây ướp trong khoảng tầm 15 đến nửa tiếng nha mọi người. Còn nếu mà mọi người để lâu hơn thì có thể bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh nha. Sau 30 phút ướp lườn gà thì bây giờ mình bắt chảo nóng lên và mình xào lườn gà qua. Vì khi mà xào lườn gà như vậy, lườn gà sẽ săn lại khi mình ăn rất là ngon. Sau khi em xào được khoảng 10 phút thì lườn gà bắt đầu săn lại rồi cả nhà. Lúc này là cái mùi thơm rất là nhiều luôn, rất là thơm, thơm mùi gừng, mùi tỏi, mùi ớt Hàn Quốc. Trời ơi, đói bụng gì đâu luôn á. Lúc này khi mà lườn gà bắt đầu rút bớt nước thì em cho hành tây với đầu hành xanh vô. Tiếp tục cho hành xanh, cho một chút xíu ớt bột Hàn Quốc lên trên lườn gà. Nếu ai thích ăn thêm ớt bột thì cho, còn không thì mình cũng không cần phải cho thêm đâu nha mọi người. Bây giờ thì em để phô mai vô và để cho ngập hết tất cả các phần của lườn gà, cho đều ra nha cả nhà, và bắt đầu nấu tan chảy. Vậy là sau 45 phút cũng đã làm xong món lườn gà nấu phô mai rồi cả nhà. Nhanh gọn và rất là dễ làm luôn. Nếu mọi người yêu thích món phô mai với lườn gà thì mau mau vô bếp nấu nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của em. Hẹn gặp mọi người lại video tiếp theo. Cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Bye bye.